Đà Lạt. Và ngày kia thì mình hát ở đâu ta? Ở Utah. Ngày kia thì hát ở Utah. Và có thể là trong những cái đêm diễn của Phong thì Phong sẽ lên live stream để cho mọi người cùng xem, để biết được những cái hoạt động của nhóm mình. Bây giờ thì Phong phải đi ra ngoài rồi. Phải đi ra ngoài để làm công việc, đó chính là chiều nay sẽ đi đá banh và đi tập gym, để tối nay về có thời gian tập bài mới, sau đó chuẩn bị trang phục cho đêm diễn tối ngày mai. Ngày mai chắc là cái miệng này nó khỏi rồi, nó đẹp dai rồi, hát mọi người nghe nó ok hơn. Cảm ơn mọi người vì bây giờ đã là 11 giờ khuya rồi mà mọi người vẫn lên đây.